Wow, chào chú công an Lạc nhá. Chú công an Lạc có cái gì đấy? Ống nhòm. Wow, chú công an hôm nay có cái ống nhòm để soi xem có ai gặp khó khăn gì mình ra giúp đỡ nhỉ? Đúng không? Rồi thì chú công an soi xem có ai gặp khó khăn thì chú công an ra giúp đỡ nhá. Ui nặng quá. Ui nặng quá. Có ai giúp tôi không? Nặng quá, nặng quá. Ui, chú công an thấy gì chưa? Bạn Lim đang xách một xô nước rất là nặng ấy kìa. Chú công an thấy chưa? Ôi, thế bây giờ chú công an ra giúp bạn Lim xách xô nước nhá. Rồi đi thôi. Ui, ôi, nặng cả quá. Nặng quá. Chào bạn Lim, bạn Lim có cần tôi giúp gì không? Chú công an xách nước giúp tôi. Ok, bây giờ hai chúng ta cùng xách nha. Ôi dồi ôi, nặng thật đấy. Đây cho tôi tính được đây rồi. Bạn ơi, chú công an. Rồi mình xoay ở nhà. Ông bắt nó đi đường ông đội mũ, mình giờ ra nhắc nhở thôi. Ô, ô, chào bạn Lim, Lim ơi, đi đường là phải đội mũ bảo vệ lắm. Đây, bắt Lim một cái mũ bảo vệ của nhà. Cảm ơn chú công an. Chào cô bé, đi đâu lạc vào rừng thế này? À, chú là ai? Tôi không biết, chú đi ra đi. Ta là cướp đây, có gì quý báu đưa hết đây cho ta. Tôi không có gì hết. Đây, có cái cặp gì to đùng đưa hết đây. À, thật sự không ta đánh cho một cái bây giờ. Đưa hết đây. Xa xa kia có một bác lở bị bắt nạt. Mình phải ra giúp bác thôi. Thật sự. À, cướp, cướp. Cứu tôi, cướp. Cứu tôi với. Chú công an đi rồi. Làm sao ấy? Có tên cướp cướp mất túi sách của tôi rồi. Chú công an giúp tôi đi bắt cướp của tôi với. Được rồi, con ở đây tôi đi bắt cướp nha. Vâng, chú công an đi bắt cướp của tôi nha. Chạy 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 chạy, công an đến rồi. Tên cướp kia dừng lại. Công an vừa đến nơi rồi. Cải trang nhanh, ông bà thấy mất. Chỉ đóng vai là một ông già nên công an sẽ không nhận ra mình đâu. Ồ, chào chú công an. Chú công an ở đây có việc gì đấy? Chào ông thấy một tên trộm chết hoang dã không? Tên trộm á? Ồ, ta không thấy ai đâu. Ở đây không có trộm nào đâu. Chú công an về đi. Ta cũng đi về đây. Ôi, áo của tên trộm. Ồ, chú công an có việc gì với tôi đấy? Ui hủi, chú công an làm gì đầu của tôi đây? Ui ui ui, gì đây gì đây? À, chính ngươi là tên trộm, mau đi về đây với ta. Ôi, anh công an ơi, anh công an tha em. Anh công an tha em. Ui, anh công an ơi, công an đi tha em. Em biết lỗi rồi, tha em, anh công an ơi. Cuối cùng, đã xử lý xong.